Nam Mô Bổn Thầy, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Bây giờ thì con xin kính kính thỉnh Thượng tọa Tể Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý tu nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta qua bài kinh mới là bài kinh Thập Thượng Dasutara, cũng là bài kinh cuối cùng ở trong 34 bài kinh Trường Bộ. Bài kinh cuối cùng này được tôn giả Sariputta ngài thuyết, và đặc biệt là ngài một lần nữa ngài hệ thống giáo của Đức Phật một cách rất là khoa học, và đó được xem như là một cái giáo trình thứ hai để học Phật pháp. Nếu ở cái bài kinh Sankhiti số 8, bài kinh Phúc Tụng, thì ngài đã liệt kê pháp do Đức Thế Tôn thuyết thành chi pháp, chương một chi, hai chi, ba chi, bốn chi, năm chi cho đến 10 chi pháp. Thì chỉ là liệt kê chi pháp sắp theo cái pháp số thôi. Nhưng mà ở đây trong bài kinh Thập Thượng đó thì ngài cũng sắp xếp theo cái chi pháp số, nhưng mà những pháp mà đưa ra ở đây là pháp đề, gồm có 10 chủ đề. Chẳng hạn như là pháp Bahukara Dhamma là pháp có nhiều tác dụng, thì ngài đưa ra từ một pháp cho đến 10 pháp có nhiều tác dụng. Rồi pháp cần phải tu tập Pha-vi-tắp-pa-tham-ma thì ngài cũng liệt kê ra từ một pháp cho đến 10 pháp cần phải tu tập. Rồi chủ đề là pháp cần đoạn trừ Pa-ha-tắp-pa-ma thì ngài cũng liệt kê từ một pháp cần phải đoạn trừ cho đến 10 pháp cần phải đoạn trừ, vân vân. Thì như vậy, với cái bài kinh này nè, chúng ta có thể dựa vào đó mà chúng ta học. Nếu mà chúng ta học về pháp số một pháp đó, thì một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần biên tri, một pháp cần tu tập, một pháp cần đoạn trừ, một pháp cần tu tập, một pháp thuộc phần tai hại hay là một pháp thuộc phần hạ liệt, một pháp thuộc phần thủ thắng, vân vân. Rồi tới hai pháp ngài mới đưa lại 10 chủ đề, ba pháp ngài đưa lại 10 chủ đề, bốn pháp đưa lại 10 chủ đề, năm pháp đưa lại 10 chủ đề. Nhưng mà chúng ta cũng có thể học cách khác đó, là chúng ta lấy một pháp đa tác dụng, hai pháp đa tác dụng, ba đa tác dụng, bốn pháp đa tác dụng, năm pháp, sáu pháp, bảy pháp, tám pháp, chín pháp, 10 pháp đa tác dụng. Lấy một pháp mà chúng ta đưa ra 10 chủ đề, rồi tới hai pháp
đa tác dụng hai pháp, cần tu tập hai pháp, cần đoạn trừ hai pháp, cần biến tri, vân vân. Rồi cứ dài như vậy, hai pháp 10 chủ đề, rồi ba pháp cùng một chủ đề, bốn pháp cùng một chủ đề, cho đến 10 pháp cùng một chủ đề, 10 pháp đắc. 10 pháp, một pháp cần tác chứng, 10 pháp cần tác chứng, đúng không? Thì như vậy đó, chúng ta học cứ là học theo cái hàng dọc, học theo cái hàng xuôi đều được cả. Cho nên cái bài kinh này nó về cái hình thức bố cục đó, cách mà chúng ta xây dựng cái giáo trình đó, cho các vị giảng sư giảng giải đó, thì chúng ta có hai cách. Nếu mà chúng ta học y theo ở trong bài kinh đó, thì cứ việc một pháp có 10 chủ đề, xong hết cái đó rồi nó hai pháp 10 chủ đề vân vân. Thì cái đó chúng tôi chỉ muốn trình bày để chư tăng, nhất là cái vị điều hành là thượng tham khảo và có ý kiến ở trong cái bài học ngày hôm nay về cái cách mà chúng ta giảng dạy. Thí dụ như ngày hôm nay bắt đầu từ trong 10 ngày này là chúng ta chỉ học một chủ đề, một chủ đề và chỉ có một pháp thôi. Chúng ta một chủ đề mà chúng ta tới 10 pháp. Thí dụ như trong tuần lễ này, trong 10 ngày này chúng ta học một chủ đề là pháp đa tác dụng. Ngày nào vị giảng sư, thí dụ ngày mai sẽ một vị thuyết đầu tiên thì sẽ một pháp đa tác dụng bao eco tham mô bao caro. Rồi ngày mốt thì một vị khác cũng là pháp đa tác dụng, nhưng mà hai pháp đa tác dụng đuôi tham ma bố kara. Rồi tiếp đến là ba pháp có nhiều tác dụng, bốn pháp có nhiều tác dụng. Khi nào hết cái chủ đề pháp có nhiều tác dụng, chúng ta mới xoay lại, chúng ta mới trở lại cái đề tài là pháp cần tu tập pha quê tập bà tham ma. Thì một pháp có nhiều tu tập, rồi vị các thuyết hai pháp có gì cần phải tu tập, ba pháp cần phải tu tập, bốn pháp cần phải tu tập, cứ thế đó. Cái giáo trình này thì chúng tôi đã đem ứng dụng để chúng tôi dạy ở các trường, do đó chúng tôi cũng thấy nếu mà nêu ra từng chủ đề như vậy thì giảng dạy rất hay. Chỉ có cái khó đó là các vị giảng sư, các vị MC sẽ bị rối nếu như ngày nào mà Thượng Tọa Giác Đẳng không có đưa bài, chưa có đưa bài, thì các vị MC sẽ không biết ngày hôm đó sẽ học bài gì, bởi vì quý vị không có soạn cái quyển, cái giáo trình với chủ đề mà chúng ta y cứ vào bài kinh đó, thì cái nó hơi trở ngại chút. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ đưa ý kiến như vậy thôi, là tùy theo Thượng Tọa Giác Đẳng vị điều hành cho Zoom ở lớp Phật Pháp của Thơ Thâm Bá sẽ sắp xếp, hoặc là chúng ta để giữ nguyên cũng được, chúng ta giữ nguyên cũng được. Đây là chúng tôi xin có ý kiến và lời dẫn nhập của chúng tôi chỉ có bấy nhiêu. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng quan hỷ trở lại, hoặc là cho MC đọc trong cái bài mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa đã soạn thảo. Bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trình Thượng Tọa Thượng Sư.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu một bài kinh mới. Và kể ra thì bài kinh này tương đối rất là thú vị để chúng ta tổng quan. Và tôi siêu rồi sau khi khỏi thưa tôi siêu thì chúng ta sẽ bắt đầu để mời vị MC đọc cho phần giới thiệu. Rồi sau đó thì tiếp tục sự thảo luận, trở lại sự thảo luận. Mà thưa tôi siêu, cái cách mà đề cập như là về một pháp cũng là cái chủ đề đa tác dụng, nhưng mà thể tài một chi, hai chi tới 10 chi thì đó là người đọc ở trong Tam Tạng Pali lý đó, thì tôi thấy cái cách riêng của Ngài Xá Lợi Phất, dĩ nhiên cái pháp giới Đức Phật giảng rồi đó, cái cách đặt một cái dùng hai cái gì đó, đó là cái Ngài Xá Lợi Phất, hay là thì tôi có thấy đoạn nào khác mà ở đó Đức Phật có cách trình bày không? Quan hệ trở lại. Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở đây khi mà chúng ta đọc ở trong kinh Tạng thì thật Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp với các cái đề pháp nằm ở trong Dikhanikaya và Majjhimanikaya, Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh. Rồi sau đó Ngài thuyết những cái bài kinh, những cái bài pháp mà Ngài thuyết cho các nhân sự, các đương sự, các cái đối tượng rải rác ở chỗ này chỗ kia, có khi thì Ngài thuyết một pháp, có khi Ngài thuyết hai pháp. Và trong cái kỳ kết tập Tam Tạng thì các vị A-la-hán thành viên ở trong cái hội kết tập Tam Tạng thì các ngài mới rút chiếc sắp đặt theo theo cái Tăng Chi Bộ Kinh, tức là có một chi, hai chi, ba chi, những bài pháp mà Đức Phật đã thuyết đây đó sắp xếp. Và thỉnh thoảng chúng tôi cũng có gặp Đức Phật Ngài thuyết 7 chi hay 8 chi. Rồi Đức Phật kết luận, này các tỳ kheo, đây là những pháp, đây là 8 pháp cần phải tác chứng, hay là đây là 7 pháp cần phải tu tập. Thì Ngài thuyết rải rác như vậy, nhưng mà không có một cái bài pháp nào của Đức Phật Ngài thống kê một cách trọn vẹn thành một cái giáo trình 10 thể tài, giống như là cái bài kinh Dasutara mà tôn giả Sariputta Ngài đã thuyết, như ở trong bài thứ 34 của Trường Bộ Kinh này. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái việc mà sắp xếp các cái chủ đề và phân và liệt kê, và liệt kê từ một chi cho đến 10 chi cho mỗi một chủ đề vân vân, thì cái này là do cái trí tuệ của tôn giả Sariputta. Nhưng mà nếu chúng ta nói rằng chính do Ngài Sariputta Ngài sắp đặt cái chủ đề thì cái điều đó
nó cũng không có, nó không có, không có đúng lắm, là bởi vì bậc A La Hán Chánh Đẳng Giác, bậc đầu sư, khi mà ngài đã tuyên bố pháp đó là pháp nhiều tác dụng, hay là pháp đó pháp cần phải đoạn trừ, pháp đó năm hoặc ba hoặc bảy, pháp đó là khó thể nhập vân vân, Đức Thế Tôn ngài có nói đến, nhưng mà rải rác ở các bài pháp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết thuyết giảng. Và vị thượng thủ tinh văn đệ tử của Đức Phật ngài Sariputta thì ngài đã có công ngài lượm lặt góp nhặt lại những bài pháp đó, ngài xếp thành một hệ thống, mà nay chúng ta có cái bài kinh thập thượng Đa Sutara. Nó là như vậy đó thưa quý vị. Cho nên ở đây đó, câu thảo luận một là cái cách trình bày giáo pháp theo cái hệ thống chủ đề và xếp loại từ 1 cho đến 10 chi. Đó là sự trình bày của ngài Sariputta. Nhưng mà những cái chủ đề đó vẫn được tìm thấy ở trong tâm tạng do Đức Thế Tôn ngài thuyết, rồi tôn giả Sariputta ngài góp nhặt lại, ngài trình bày. Đó là ý kiến của chúng tôi để trả cái câu hỏi số 1 mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kinh thượng tọa thượng sư, và thượng tọa thượng sư, khi một người đọc kinh thập thượng, người ta có thể có cảm nhận rằng các cái chủ đề được trình bày đó theo nhiều cái số lượng khác nhau. Thí dụ như pháp cần phải biến tri thì có một pháp cần phải biến tri, có hai pháp cần phải biến tri, có ba pháp cần phải biến tri, bốn pháp cần phải biến tri, năm pháp rồi đến mười pháp cần phải. Thì người ta có đôi khi có như vậy, các chủ đề nó không có giá trị thực sự, nó không có quan trọng thực sự. Thí dụ như mình nói thí dụ đế, sự gì thí dụ nó quan trọng là thì nó có bốn đế. Nhưng mà nếu mà nói là có một dự đế, có hai dự đế, có ba, có bốn, có năm, có sáu, có chín, mười dự đế, thì người thấy cái thứ dự đế nó không quan trọng nữa. Thì thượng tọa thượng sư giải thích sao về điểm này, cái trình thượng tọa Quan Hỷ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cái vấn đề liệt kê pháp pháp số theo chủ đề đó, cái này không có làm mất giá trị của giáo pháp, mà cái này khiến cho cái người thành cứu về thành cứu học về giáo pháp được dễ dàng, được dễ dàng để nhận ra. Thí dụ bây giờ chúng ta nói tứ đế, không phải một pháp tính, một pháp diệu đế, hai pháp diệu đế, ba pháp diệu đế, nhưng mà trong pháp tứ đế Đức Phật ngài nói bốn cái chân lý đó, mỗi mỗi chân lý nó có một cái sử dụng, nó có cái đặc tính, nó có cái chức năng khác nhau. Thí dụ như khi mà nói đến danh sắc, Đức Phật ngài nói rằng danh sắc là hai pháp cần phải biến tri, Parinyaya, này các tỳ kheo.
Tôn giả Sariputta ngày đem hai pháp cần phải biến tri đó, ngày xếp vào cái chủ đề của những cái pháp mà cần phải biến tri. Rồi vô minh và hữu ái này, cái thì kheo là hai pháp cần đoạn trừ, thì ngài Sariputta ngài mới đem cái pháp đó để mà ngài làm cái chủ đề, ngài xếp theo cái chủ đề pháp cần phải đoạn trừ. Binh và thoát là hai pháp này cái tỳ kheo cần phải tác chứng sacchikarana sacchikatappa, thì ngài sẽ lập phật đem ra. Anh vậy chỉ và quán là hai pháp cần phải tu tập, thì ngài sẽ rú tá ngài mới đem hai cái pháp đó trở thành cái pháp ở trong cái chủ đề pháp cần phải tu tập. Rất là thú vị thưa quý vị. Còn khi mà nói đến bốn pháp là tứ đế đó, thì ngài vẫn để riêng, chứ ngài không có gom chung lại. Ngài không có tách ra. Cho nên tùy trường hợp mà tông giả Sariputta ngài tách ra, còn có những trường hợp ngài gom chung lại. Thì ở đây đó, hễ cái đề tài nào mà Đức Thế Tôn ngài thuyết mà có cái tính chất là cái chủ đề riêng thì ngài sẽ là Phật ngài để riêng. Thí dụ Đức Phật ngài thuyết về bảy thất thánh tài, thất thánh tài bảy tài sản của bậc thánh, thì ngài sẽ lập phật ngài mới đem bảy thánh tài đó ngài làm cái bảy pháp đa tác dụng vahukara thamma. Đức Phật ngài thuyết về thất giác chi thì ngài, bởi vì Đức Phật ngài đeo lên thất giác chi là cần phải tu tập, cho nên ngài mới đem bảy giác chi đó ngài đưa vào là bảy pháp cần phải tu tập. Thì như vậy rõ ràng là ở đây đó, Đức Xá Lợi Phất ngài vẫn kính trọng lời dạy của Đức Phật, ngài không muốn làm cho mất đi cái giá trị, ngài vẫn để nguyên như vậy, ngài không có xé lẻ ra cái đề pháp của Đức Phật, mà ngài đã sắp xếp cái pháp đó vào ở trong cái chủ đề nào. Thì sau này chúng ta học tới chúng ta sẽ thấy, bởi vậy mới có từ một pháp cho đến mười pháp, từ một pháp cho đến mười pháp. Ở trong cái bài kinh thập tượng này có tất cả là 100 cái đề tài, 100 cái đề pháp với 10 chủ đề, và nếu tính chi pháp thì có 550 chi pháp. Thì chúng ta sẽ học được rất nhiều. Và ở đây một lần nữa chúng tôi nói rằng là các cái chủ đề mang nhiều cái chi pháp khác nhau là để giúp cho chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài thuyết cũng cùng chủ đề đó, nhưng mà chỗ này thì ngài thuyết với cái, do cái thời lượng, do cái duyên của chúng sanh đó, cái đối tượng đó, ngài thuyết chỉ một pháp thôi, một pháp cần phải tu tập thôi. Có lúc gặp cái tượng khác, cái thời lượng ở chỗ đó, cái bối cảnh ở chỗ đó, ngài thuyết hai pháp cần phải tu tập, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc sáu, hoặc bảy. Thì như vậy tùy theo cách thuyết của Đức Phật, do tùy duyên của chúng sanh, có thể người đó lãnh hội nghe ít chi pháp mà có thể lãnh hội được đủ rồi thì ngài không cần phải thuyết nhiều chi pháp. Thì khi mà thống kê như vậy không có nghĩa là làm cho giảm cái giá trị, không cho làm cho giảm giá trị của các cái chủ đề, mà nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự hình thành ở trong đầu về những pháp mà Đức Thế Tôn ngài thuyết.
được sắp xếp như vậy. Thí dụ bây giờ chúng ta đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì khi mà đề cập đến cái pháp một chi, hai chi, cái chương một chi pháp, hai chi pháp, ba chi pháp, bốn chi pháp, cho đến mười chi pháp, nhưng mà ở trong đó xếp đặt đó, thì thí dụ như nó phẩm, nói về cái phẩm các ngày trai giới hay phẩm hạt muối v.v. thì chúng ta chỉ nắm được cái bài kinh đầu tiên là bài kinh Đức Phật đã thuyết về hạt muối, rồi mười kinh mà nằm ở trong cái phẩm đó thì nó lại khác đi. Cho nên khi mà chúng ta đọc như vậy chúng ta khó nhớ lắm, chúng ta khó thống kê. Mà ngài Sariputta thì ngài có cái công là ngài thống kê lại, nghĩa là ngài rút từ ở trong đó ra, từ những bài kinh mà Đức Phật ngài thuyết, để ngài đưa ra chỉ 10 chủ đề thôi. Giáo pháp Đức Phật chúng ta phải hiểu chỉ có 10 chủ đề, tức là có những pháp Đức Phật ngài thuyết, đây là những pháp đa tác dụng, đây là những pháp cần phải biến tri, đây là những pháp cần phải tu tập. Rồi ở trong đó ngài mới nêu ra một pháp cần phải tu tập là gì, Đức Thế Tôn đã thuyết là gì, hai pháp cần tu tập Đức Thế Tôn đã có lần ngài thuyết là gì, rồi ba pháp cần phải tu tập đã có lần Đức Thế Tôn ngài thuyết là cái gì. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây là một cái sự sắp xếp nó rất là khoa học, rất là hợp lý, mà không làm giảm giá trị, không làm giảm giá trị của pháp. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận hai vị. Nam mô Bổn Thầy. Bạch thưa từ xưa chúng ta thấy rằng trong Phật giáo có cái đặc biệt là trình pháp số. Ví dụ như nói một điều gì thì đưa năm pháp, bảy pháp, ba pháp, có những con số. Ngày nay khảo cũng như các nguyên số như vậy, thí dụ bài hẳn là 8 cái và khi ăn hơn 7 cái vì dân đưa riêng mà không có đồng thời chứ, thì số con số thì điều đó nó có ích gì cho tu tập thì tọa nghĩ cho để quý vị có nghe được không? Xin hỏi quý vị có nghe được không? Nhưng mà hỏi thưa tòa thưa sư là lối trình bày pháp đó của Đức Phật cũng như là cái pháp theo pháp số có lợi ích gì cho người đọc. Cái tình Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị. Có lẽ là chúng ta rất là quen thuộc
theo cái cách học Pháp số, cho nên chúng ta thấy, chúng tôi cảm thấy rất có lợi ích. Quý vị cứ tưởng tượng, nếu một giáo lý và ý nghĩa mà Đức Phật này trình bày cả một cái bài kinh mà Ngài chỉ nói hết cái này bật qua cái kia, chắc có lẽ là chúng ta xem chúng ta khó có thể nắm được, khó có thể hiểu được, khó có thể nhớ được. Nhưng mà khi chúng ta đọc những cái pháp mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết đó, Ngài có trình bày rạch rồi, có bốn pháp này cái tỳ kheo, có năm pháp này cái tỳ kheo, có sáu pháp, có bảy pháp. Thì như vậy đó, chúng ta thấy dường như là cái pháp đó đó, với sự giác ngộ của Đức Phật đó, là chỉ cần nhớ được bốn điều này đủ rồi, nhớ năm điều này đủ rồi, nhớ sáu điều này, bảy điều này, ngày giới hạn, thì chúng ta coi cái chi pháp đó là chúng ta biết rõ, ồ, cái pháp môn này Đức Thế Tôn Ngài thuyết ở trong cái giới hạn năm chi, sáu chi, bảy chi, tự nhiên chúng ta sẽ hứng thú để chúng ta đọc, hứng thú để chúng ta học, và chúng ta nhớ cũng rất dễ thôi. Bây giờ nếu mà Ngài nói chung chung quá đó, thí dụ như bây giờ chúng ta đi đến ở một cái nơi nào đó mà người ta, một cái công ty, một cái hiệp hội nào đó, hay là một cái trường học nào đó, mà người ta chỉ đưa ra một cái chỉ thị chung là tất cả các nhân viên làm việc là phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của công ty. Rồi chúng ta nghe chung chung như vậy, chúng ta không biết phải làm cái gì. Mà trong khi đó, nếu như ở một nơi nào đó người ta đưa một cái nội quy là 5 điều hay là 7 điều hoặc là 10 điều, với chúng ta coi hết 10 điều nội quy đó, chúng ta thấy từng điều như vậy khiến cho chúng ta dễ nhớ và chúng ta dễ áp dụng để mà chúng ta thực hành. Và nếu nói chung chung như vậy, chúng ta không biết đường đâu mà chúng ta giới hạn để mà chúng ta thực hành. Pháp của Đức Thế Tôn cũng vậy. Đặc biệt là Đức Thế Tôn, bậc đạo sư của chúng ta, Ngài thuộc về Nhà Thế Cá, thuộc về một vị đạo sư mà khuynh hướng nặng về trí. Chư Phật đó thì các vị trong lúc mà hành pháp độ Ba La Mật đó, thì có những vị thì Viriya Thi Cá, tức là nặng về cái sự tinh tấn, hay Satha Thi Cá là nặng về đức tin. Nhưng mà những vị nặng về tinh tấn, nặng về đức tin đó, thì khi mà các ngài thành bậc chánh đẳng giác, các ngài thuyết pháp, ngài thuyết về chung chung, cái hội chúc của ngài đó, hội chúc của như là Đức Phật Vipassi thì chẳng hạn, thì cái hội chúc của Đức Phật, thí dụ ở trong luật của Đức Phật ngài nêu ra, tức là ngài Vipassi ngài không có thuyết giảng chi pháp, Đức Phật Vipassi ngài chỉ xem 1.000 vị tỳ kheo mới xuất gia đó có cái khuynh hướng giải thoát bằng cái pháp môn gì, thì ngài dẫn các vị tỳ kheo đi vào rừng sâu nơi yên tĩnh thanh vắng, rồi ngài thuyết này, các tỳ kheo phải thực hành như thế này, phải thực hành như thế này, đừng có làm như vậy như vậy. Khi đó các vị tỳ kheo lãnh hội rồi các vị chứng quả A La Hán thôi. Còn đạo sư
Đức Thế Tôn của chúng ta thì ngài vì nặng về trí tuệ, do đó cho nên khi mà ngài thuyết pháp, ngài có khi thuyết một chi hai chi để dễ hiểu. Như chúng ta thấy rõ ràng là ở đây cái cách mà tướng phân luận mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp làm cho chúng ta rất dễ nhận ra. Nhưng ngài thuyết này các tỳ kheo, có những chúng sanh từ cái bóng tối mà hướng đến bóng tối, có những chúng sanh từ bóng tối hướng đến ánh sáng, rồi có những chúng sanh từ ánh sáng, từ chỗ sáng mà hướng đến bóng tối, hoặc là từ chỗ sáng mà hướng đến ánh sáng. Chúng ta thấy bốn chi pháp được sắp đặt, nó đang chéo với nhau, nó rất là phù hợp, làm cho chúng ta rất dễ nhớ. Cho nên chúng tôi cho rằng là cái chi pháp mà Đức Thế Tôn ngài sắp xếp, ngài thuyết pháp sắp xếp chi pháp đó, sẽ giúp cho chúng ta dễ nhận ra, dễ nhận ra pháp, chúng ta dễ nhớ được chi pháp, và chúng ta cũng dễ phân tích để chúng ta thực hành cái chi pháp đó. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi mà thượng tọa đang vừa đi. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trân thầy tổ sư. Bạch thầy tổ sư, mặc dù chính đưa ra những con số đó khiến cho chúng ta dễ hiểu, dễ nhớ, dễ học, dễ lĩnh hội các pháp, nhưng mà chắc là tuy vậy nó vẫn có một số cái luật định rõ ràng. Thí dụ như có những pháp mà mình có thể trình bày trong nhiều chi, ví dụ như một pháp cần phải tu tập, hai các phần phải tu tập, bảy pháp cần phải tu tập, mười pháp cần phải tu tập. Nhưng mà có những đề tài thì cái chi pháp cố định, thí dụ như mình nói tứ đế hay là bát chánh đạo là những con số cố định, thì tôi có nghĩ vậy không? Không, hay là tất cả các chủ đề thì trình bày với nhiều lượng số lượng về chi pháp khác nhau. Xin kính thỉnh thưa tổ quan hệ trở lại. Kính bạch thưa tăng, kính thưa quý vị, không phải là trường hợp nào đưa ra chủ đề cũng tùy tiện mà làm cho cái con số của chi pháp nó có ít hoặc là nhiều, thiếu cái sự cố định, không phải vậy. Trong cái chung nhất á, thì cái đó là không có cố định. Nhưng mà trong cái riêng lẻ đặc biệt thì phải là cố định. Thí dụ như bây giờ nói pháp cần phải đi, thì có trường hợp Đức Phật ngài thuyết xuất cảnh lậu cảnh thủ là một pháp cần phải biết tri. Rồi có khi ngài nói pháp cần phải biết tri đó là danh và sắc là hai. Có khi ngài nói là ba, thí dụ như là tisu vedana, tức là ba thọ, khổ lạc phi khổ phi lạc thọ, thì nó phân ba. Thì khi mà nói cái chủ đề rộng, cái chủ đề lớn đó, thì mới có là có khi một, có khi hai, có khi ba, có khi bốn, có khi năm. Nhưng mà trong cái đề tài nhỏ bên trong đó, thì cố định. Thí dụ như bây giờ khi mà nói đến cái pháp cần phải tập, một pháp cần phải tu tập là thân hành niệm câu hành hỷ, là một pháp cần phải tu tập.
Hai pháp cần phải tu tập là chỉ và quán. Ba pháp cần phải tu tập là ba loại định: hữu tầm hữu tướng, vô tầm vô tướng, vô tầm hữu tướng và vô tầm vô tướng. Rồi nói bốn pháp cần phải tu tập là nói tứ niệm xứ. Cái tứ niệm xứ này là không thể tách ra nữa, cái này là nhất định, bốn cái chi pháp này là phải nhất định. Ba định thì còn có thể, có khi nói hai loại định, cận hành định, an định, có khi nói ba loại định, có khi bốn loại định, năm loại định. Nhưng mà khi mà nói đến bốn bốn niệm xứ thì cái đó là cố định. Cho nên ở đây đó là chúng ta cái chủ đề lớn, cái đề tài lớn như pháp đa tác dụng hay là pháp cần biến tri, pháp cần đoạn trừ, pháp cần phải tu tập, vân vân, thì mỗi một cái chủ đề lớn như vậy đó thì nó có nhiều đề tài, có nhiều chi pháp, nó không có cố định một cái nào. Nhưng mà trong cái đề tài mà thuộc về chi phần của cái thể tài lớn đó, trong cái chủ đề lớn đó, thì cái đề tài đó, đó nó cố định. Khi nói đến năm uẩn, ngũ thủ uẩn là pháp cần phải biến tri, thì cái ngũ thủ uẩn đó là không thể nói là có ba thủ uẩn hay là có một thủ uẩn hay là có sáu thủ uẩn, bảy thủ uẩn, không có. Nói năm là năm. Tám pháp cần phải tu tập là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vân vân. Thì tám pháp đó bát chánh đạo, ariya thanh cô bắc vô, thì ariya bắc vô phải là tám, chứ không thể nào còn chỉ có bảy hay là chín, không thể được. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta nói cái chủ đề lớn thì không, thì có thể có nhiều chi phần, có nhiều chi pháp, nhưng mà trong mỗi một cái đề tài của cái chủ đề đó, cái đề tài đó luôn luôn mang cái tính chất cố định, chứ không thể nào mà chúng ta tách ra, chúng ta tách ra làm nhỏ đi, như là nói đến tứ diệu đế chát ta rí a rí a sa cha ní. Tứ diệu đế này là bốn cái chân lý là không thể nào mà nói một chân lý, hai chân lý, ba chân lý hay là năm chân lý, bảy cái chân lý, mà chỉ nói là bốn cái chân lý thôi. Nhưng mà vì bốn chân lý đó đưa vào một pháp, một cái chủ đề lớn, thí dụ như là bốn pháp cần phải biến tri chẳng hạn, thì như vậy rồi chúng ta thấy rõ ràng là ở đây đó là pháp cần phải biến tri, thì nó có nhiều, một cũng được, hai cũng được, ba cũng được, bốn cũng được, năm cũng được, sáu cũng được. Nhưng mà hễ mà nói đến bốn pháp cần phải biến tri mà chúng ta nói tứ diệu đế, tứ thánh đế đó là cố định, cái đó là cố định chi pháp bốn, chứ không thể là năm, không thể là sáu được. Cho nên cái thành phần nhỏ ở bên trong đó thì đó là cố định. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng Nam Mô Bổn Thầy trong câu thảo luận số 4 này.
Xin lỗi quý Phật tử, có nghe được chúng tôi nói không? Nếu quý vị nghe được cho biết. Có một điều mà dĩ cách không có phán chính hai phúng tụng và tượng này đó mà chúng ta học và chúng ta đọc đó, thì cũng có nhiều người nói rằng bài kinh này rõ ràng là hậu tác. Cái lý do mà họ nói hậu tác là vì thế này, họ nói rằng thời Đức Phật còn tại thế đó, tùy nhân duyên, tùy theo hoàn cảnh, những pháp pháp thoại là những bài pháp hoặc ngắn hoặc dài. Xin hỏi quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Thấy ở trong rừng các Phật tử chúng ta cho biết là thượng tọa Nhất Đẳng vì rất biết và đã ra
Thượng tọa đang gặp trục trặc với đường truyền. Tuy nhiên đã có câu thảo luận sôi động mà không biết thượng tọa giấc đẳng hỏi cái câu số 5 này cho vị nào giảng giải. Chúng tôi hôm nay chúng tôi đang cái iPhone chúng tôi thường để khi nào có đi đâu chúng tôi sử dụng cái này để lên mạng, lên xe thì chẳng hạn, cho nên chúng tôi không có thấy được cái tình trạng bị anh sư cầm mic rớt hay là không. Như vậy thì còn 5-6 phút nữa là hết cái giờ đầu, chúng tôi xin được trả lời luôn cái câu thảo luận số 5. Sau đó nếu thượng tọa giác đẳng trở vào cùng với chư tăng thảo luận cái phần sau, thì chúng tôi có xin phép với thượng tọa chúng tôi tham dự cái phần thảo luận trong cái giờ đầu thôi. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà nhiều người họ quan niệm nói rằng thời Đức Phật trụ thế giáo pháp được giảng mang cái tính pháp thoại tùy duyên, cái trường hợp là trường hợp chúng ta nói đúng một khía cạnh nhưng mà nó không có chính xác hoàn toàn, là tại vì khi mà Đức Phật ngài đi ở chỗ này, đi ở chỗ khác, đi đến đâu ngài gặp những cái nhân vật hữu duyên thì ngài thuyết pháp, ngài tế độ, là ngài tùy duyên, thì cái đó là đúng. Nhưng mà cái trường hợp cái bài kinh phúng tụng hay bài kinh thập thượng do tôn giả Sariputta thuyết cho chư vị tỳ kheo, thì ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải biết rằng ở trong chú giải có nói đến là khi mà tôn giả Sariputta ngài thống kê giáo pháp Đức Phật thành những cái chi pháp hoặc là thành các cái chủ đề, đều giáo pháp hoặc theo cái chủ đề, ngài thuyết xong bài pháp đó thì 500 vị tỳ kheo này đã chứng quả là A-la-hán. Thì ở đây chúng ta cũng có thể nói rằng là tùy duyên, nhưng mà chúng ta phủ nhận cái việc mà hệ thống giáo pháp thành các cái chủ đề như vậy, thành pháp số như vậy, cho rằng là hậu tác, thì cái điều này nó không chính xác, cái quan niệm này không có chính xác. Bởi vì chúng ta không phải biết rằng là tôn giả Sariputta là một vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật, một trong hai vị thượng thủ tinh văn, và ngày đệ nhất về trí tuệ. Do đó cho nên cái việc mà ngài hệ thống giáo lý của Đức Phật thì cái trường hợp này cũng không có gì là lạ. Mà nếu mà chúng ta cho rằng là khi mà hệ thống cái giáo lý như vậy nó trở thành như là một cái giáo trình dạy trường lớp, thì chúng ta nghĩ rằng là
Cái đó là cái quan niệm riêng của người đó thôi, chứ người đó không có cái cơ sở nào để mà cho rằng là cái cách này không có trình bày trong thời Đức Phật, không thể. Bởi vì Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài là một vị A-la-hán vào thời Đức Phật, và Ngài đã viên tịch trước Đức Phật một năm. Hai vị thượng thủ Trinh Văn là theo cái thông lệ là phải viên tịch Niết Bàn trước bậc đạo sư một năm, chứ không thể không có cái trường hợp hai vị đệ đại đệ tử đó, hai vị thượng thủ Trinh Văn đó mà viên tịch sau Đức Phật đâu, mà trước Đức Phật. Thì rõ ràng là nếu là đã là như vậy thì những cái bài kinh như bài kinh số 33, số 34 này ở trong Trường Bộ Kinh là do Ngài Xá Lợi Phất Ngài thuyết là vào cái thời đó là Đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài chưa có Niết Bàn. Lúc đó Đức Thế Tôn Ngài vẫn còn. Thì như vậy rõ ràng ở đây đó, là những cái cách trình bày mà như là một giáo trình ở trường học đó, ở trường lớp đó, thì chúng ta thấy nói là nói như vậy. Theo chúng ta quan niệm, chúng ta cứ nghĩ rằng nếu mà lê giáo pháp như thế đó, chỉ có sau này đã có trường lớp thì mới được trình bày như vậy, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào, trong khi Ngài Xá Lợi Phất là Ngài thuyết hai bài kinh đó. Mà Ngài Xá Lợi Phất thì khi Ngài còn sinh tiền thì lúc đó Đức Thế Tôn vẫn còn hiện tiền, chứ không thể nói Ngài Xá Lợi Phất thuyết sau khi Đức Thế Tôn viên tịch, không thể nói được. Bởi vì sau khi Đức Thế Tôn viên tịch 3 tháng kết tập tâm tạng lần đầu tiên, lần thứ nhất thì không có sự hiện diện của Ngài Sariputta, vì Ngài Sariputta đã viên tịch vào năm trước, trước khi Đức Thế Tôn Ngài viên tịch. Cho nên chúng tôi cho cái quan niệm của những người mà họ nói thời Đức Thế Tôn trụ thế, giáo pháp được thuyết giảng mang tính chất pháp thoại tùy duyên chứ không theo trường lớp, với những giáo lý, với những giáo trình rõ ràng, thì trong trường hợp quan niệm đó là không có chính xác. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 5 là như vậy. Và bây giờ không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng đã trở vào có trước mặt trước máy không. Dạ, bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa điều họp. Và cũng như hồi chiều nói chuyện với Thượng Tọa Giác Đẳng, chúng tôi xin phép là chúng tôi thảo luận trong cái giờ đầu, vì chúng tôi cũng còn phải giữ cái mắt của chúng tôi thêm vài ngày nữa. Cho nên bây giờ thì xin cung thỉnh Chư Tăng Quang Hỷ giúp tiếp tục với cái sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Nam Mô Bụt Thầy Già, xin kính lễ Chư Tăng. Sa thú kính trường Thượng Tọa Thầy Sư. Bạch Chư Tôn Đức và Thượng Quý Phật Tử, lẽ ra thì hôm nay chúng ta đọc bài học trước, nhưng mà rồi sau đó Thịnh mới thảo luận, nhưng mà vì lý do như quý vị biết là Thượng Tọa Thầy Sư không vấn đề sức khỏe không tốt, do đó chúng tôi phải dành thời gian đầu cho phần thảo luận của Thượng Tọa Tổ Sư. Bây giờ mời quý Phật tử đọc cho bài giới thiệu về kinh Thập Thượng ngày hôm nay. Rồi sau khi đọc xong thì chúng tôi sẽ đi vào phần thảo luận với chư vị giảng sư đang có mặt ở trong room. Xin không biết là quý Phật tử có đọc có sẵn sàng không? Một lần nữa xin được hỏi là quý Phật tử ở trong
Rung có vị nào giúp đọc cho bài hỏi không? Dạ, xin mời. Dạ, xin được mời. Dạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin được đọc cái bài Kinh Thập Thường Dasutara Tổng Quan. Kinh Thập Thường là bài kinh số 34, cũng là bài kinh sau cùng của trường bộ Nikaya. Thập Thường có nghĩa là có thể tăng đến 10, bởi vì mỗi đề tài Pháp có thể trình bày từ một chi cho đến 10 chi. Thí dụ như là Pháp có nhiều tác dụng thì có một Pháp có nhiều, hai pháp có nhiều tác dụng, ba pháp có nhiều tác dụng, cho đến 10 pháp có nhiều tác dụng. 10 chủ đề của Kinh Thập Thượng là pháp có nhiều tác cần được tu tập, pháp cần được biến tri, pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, pháp đưa đến thù thắng, pháp rất khó thể nhập, pháp cần được sanh khởi, pháp cần được thắng trí, pháp cần được tác chứng. Theo bản sớ giải thì trên phương diện pháp hành phân định theo tam học thì 10 thể tài được chia như sau: pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại nằm trong lĩnh vực tu tập giới tăng thượng, pháp đưa đến thù thắng, pháp rất khó thể nhập, pháp cần được tác chứng, pháp cần được sanh khởi, pháp cần được thắng trí nằm trong lĩnh vực tu tập định tăng thượng, pháp có nhiều tác dụng, pháp cần được tu tập, pháp cần phải biến tri nằm trong lĩnh vực tu tập tuệ tăng thượng. Pháp theo nhiều học giả thì Kinh Thập Thượng có liên hệ mật thiết với Vô Ngại Giải Đạo, Patisamphida Magga và A Tỳ Đàm Abhidhamma là cơ sở cho tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Visuddhimagga sau này. Bài kinh này được tôn giả Sariputta giảng cho chư tỳ kheo lúc Thế Tôn trú tại Kampa, Chim Bà, trên bờ hồ Gatgara Dạ Già. Đây cũng là một thí dụ cụ thể về vai trò giáo thọ của ngài Xá Lợi Phất trong việc hệ thống hóa Phật ngôn thành những giáo trình mang tính cách trường lớp để hướng dẫn chư tỳ kheo ngay khi Đức Phật Thế Tôn còn trụ thế. Đặc điểm của bài kinh này cho thấy những thể tài có thể hiểu theo nhiều con số rộng hẹp, lớn nhỏ khác nhau. Đây là cách quảng diễn pháp tánh tự nhiên mà không hạn cuộc, đóng khung trong giáo điều vốn thường thấy ở nhiều tôn giáo. Cách trình bày giáo pháp qua Kinh Thập Thượng cũng mang lợi ích lớn trong văn học truyền khẩu, khiến cho người học dễ nhớ hơn và dễ nắm bắt ý nghĩa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con vừa đọc xong. Con kính thỉnh chư vị trở lại mic và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú cái trình Đại Đức Quyền Thông. Thưa quý vị, hôm nay là lễ ra ngày giảng của Đại Đức Pháp Tính, nhưng mà vì lý do là chúng ta có một chương trình đặc biệt, đó là tổng quan về kinh thập thượng. Do vậy chúng ta dành thời giờ để thảo luận giữa chư tăng và đặc biệt là có phần thảo luận của Thượng tọa Thiền sư. Bây giờ thì sau khi mà chúng ta đọc qua đại ý sơ lược của kinh thập thượng, xin được đi vào trong phần thảo luận giữa chư tăng. Trước nhất là xin được thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng, không biết Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy. Dạ. Thượng tọa Pháp Đăng, có nhiều người quan niệm là mình học Pháp thì mình chỉ cần ngồi mình nghe Pháp là đủ rồi. Nhưng mà chỉ nghe Pháp có đủ, nghe các bài thuyết Pháp đủ hay không, là chúng ta phải học theo một cái phương pháp nào đó hay là trong một cái giáo trình nào đó thì chúng ta mới thấy đào sâu được. Thay vì thì tôi có nghĩ rằng một người mà nghe Pháp từ năm này qua tháng khác thì cái kiến thức của họ có đủ để hiểu về Tam Tạng hay không, hay là họ phải thực sự học một cách
có bài bản, có trường lớp thì mới có thể đi vào trong tam đại nhất là A Tỳ Đàm được. Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tăng. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con pháp đăng kính thỉnh lễ Đức Tam Bảo. Lễ tòa đề sư cùng đại nhất đẳng mình đã minh hành để cái pháp tính được công tâm cùng với chư tôn đức tăng kính chào bài cô cùng đại đức cùng nhau với phật tử. Thì xuyên qua cái câu hỏi của thượng tọa đó thì con xin chia sẻ như thế này. Vì con nghĩ rằng á, đối với những vị mà nghe Đức Phật này hay là nghe bài pháp mà chứng ngộ rồi đó, thì nó lại khác. Mình nghe bài pháp mình chứng ngộ đó, thì là mình thấu triệt về cái pháp vô ngại, nghĩa vô ngại. Vì trong quá khứ mình đã từng học rồi. Ví dụ mình thấy này chu lá banh lá cá, Đức Phật thì chỉ ăn giò thôi. Mà trước đó thì ngài học bốn bài kệ mà ba tháng hạ không có phụ. Nhưng mà khi Đức Phật ngài biết cái duyên lành của ngài chu lá banh thất cá thì ngài đưa cái khăn này kêu và chỉ dò niệm cấu quế vậy thôi. Mà tự bản thân ngài chu lá banh thất cá đó ngài phát triển cái tuệ giác lên, ngài thấy rằng cái cấu quế do cái sự ma tai đó, cái nó là bụi, cấu quế nó không phải là thật sự cấu quế. Mà cấu quế, cấu quế sanh là cấu quế, si là cấu quế, dục là cấu quế. Rồi ngài đã xa lá mới. Ý quá thông. Khi mà ngài rất là áo cá đã ngày đã dạy ngày tá ngày chú lắm tất cả thì điều thứ nhất ai cũng bỡ ngỡ nghe lúc đó sao mà học bốn câu kệ và ba tháng không thuộc lại pháp nó trào tuôn trào tuôn không ngừng như vậy. Ngày chú lắm nó cá đã là bị phản rồi mà chỉ vì cái nhà mắt ngày học cái câu hỏi của thượng tọa đó tôi nghĩ rằng đối với chúng sanh đó thì khác nhau có nhiều. Họ nghe một cái bài đúng cái căn tánh của họ người thì thể đắc vì đó điều vị tu tập nhưng mà cũng có nhiều người khi họ nghe họ học thật là kỹ lưỡng nhưng mà họ chưa có khả năng đắc. Chưa khả năng đắc là giống như là mình nói rằng họ chưa có được chín mùi trong quá khứ vì những cái pháp ba la mật thì họ có thể là họ có thể học nhiều nhưng mà họ có thể là chưa có đắc được. Nhưng theo con nghĩ rằng ấy, nếu mà trình bày về cái giáo lý của Đức Phật á thì mình phải nói tu tập trong quá khứ cũng mình không có thể nào thức đo kể biết là người nào phải như thế nào để họ đắc đạo quả thì Đức Phật này nói xong rồi họ lão mình thấy như là cơ mà Đức Phật chỉ đến chỉ có một cái hạ thôi mà đã đến cả bao nhiêu cả ngàn vị tỷ khu đắc quả mười hai cái bài kinh thôi pháp lớn thôi và người đắc quả a hán như tôi nghĩ các bài Đức Phật thuyết một cái bài pháp người đó này rồi đắc được rồi còn bây giờ nếu mình nói bây giờ rồi thì theo con nghĩ rằng cũng tùy cái duyên mọi người bởi vì thật sự đó thì con thấy rằng nó cũng phải có nhiều khi đó mình nói ví dụ như theo Phật giáo nói là người đó tục sinh làm người tam nhân á thì người đó nghe pháp người đó hiểu sâu sắc hơn là cái người mà người nhị nhân còn là cái người nhị nhân á
thì cái người lạc vô nhân có nghe bao nhiêu thì cũng cũng không có thể nào lãnh hội được. Thì nếu mình phân tách như vậy thì mình thấy rằng Đức Phật ấy, Ngài nói rất là sâu sắc về vấn đề mà mỗi cái khuynh hướng của mỗi mỗi chúng sanh. Và Đức Phật Ngài cũng cũng nói về cái họ chú tâm. Họ chú tâm, họ nghe, họ nhớ, chú tâm để nghe. Có tránh những cái tướng xấu khi nghe pháp. Thì họ họ đặt cái trọng tâm vào cái lời dạy của Đức Phật thì họ nghe, họ hiểu. Nhưng mà có nhiều người thì họ bị nhiều cái mình gọi là bị nhiều cái họ ngồi nghe pháp đó thì họ cũng không nhớ được. Mình thấy như là cái câu chuyện mà bốn cái người nam mà trong quá khứ đã từng làm rắn, từng làm khỉ, từng làm trùng. Giờ bốn người đó mà Phật thuyết pháp thì bốn người đó lạ lùng. Và khi mà xong rồi thì Đức Phật dạy nói rằng một người đã từng 500 kiếp làm khỉ rồi, giờ cứ ngồi cứ lắc cái cây. Phật thuyết thì họ cũng do khi họ cũng kiếp làm được. Một cái người 500 kiếp, bây giờ dù là họ làm người họ cũng lấy tay họ. Một cái người 500 kiếp làm thầy thiên văn địa lý, bây giờ dù Đức Phật có thuyết thì họ cũng cũng nhìn trời, nhìn sao, nhìn trăng thôi. Thì rõ ràng đó, tâm của mình biết tâm chúng sanh. Nên đó con nghĩ rằng một cái người nào mà lấy một cái gì đó mà đo lường cái lời dạy của Đức Phật theo một cách đó, nghĩ rằng người đó có cái vấn đề. Có thể nói đúng ở phần này, nhưng mà cái phần khác thì họ không giải được. Còn nếu mà mình hiểu Phật thầy dạy của Đức Phật, với tâm của Đức Phật biết được tâm của người này, với túc mạng minh Đức Phật đã nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp của người này, và Ngài với cái tùy niên phiền não của chúng sanh Ngài biết được, với quyền năm quyền của chúng sanh có mạnh yếu Đức Phật biết được, thì Đức Phật Ngài đã là vị đạo sư tối thượng. Nên khi mình có thể nói rằng Đức Phật Ngài biết, có nhiều khi mình thấy những vị địa tu đó mà thọ thì quá đi, giờ nói Đức Phật là con không thể nào mà tu tập được với nhiều học giới vậy. Đức Phật Ngài chỉ nói rằng dạy giữ một cái thôi, giữ một cái thôi, cái nghĩa là giữ cái tâm thôi. Thì nó bị đó thời gian sao đâu. Thành ra nhiều khi mình ví dụ như một vị thị khu thì có 227 học giới thì không thể nào nói là giữ một cái được. Nhưng mà Đức Phật thì biết được, vì đừng có giữ cái tâm mình, đừng có để tham sân si thôi. Thì nhưng mà thật sự một người mà khi mà họ có lòng tu á, họ có cái tâm trí, khi nào cái tư duy mà tham hay là một cái ý nghĩ khởi lên đó thì họ từ bỏ liền. Nghĩ xin họ biết từ bỏ liền. Nên đối với họ đó thì họ rất là dễ đắc chứng. Một họ có thể giữ một điều mà Đức Phật vẫn có thể làm cho họ đắc đạo quả được. Thành ra con nghĩ rằng á, đối với Đức Phật thì trình bày có nhiều người hành nan đắc trì, hành trì đắc nan, hành trì đắc trì, hành nan đắc nan. Thì hành dị đắc dị, hành nan đắc nan, thì Đức Phật Ngài biết rằng cái người đó đã trong quá khứ đã từng tu thiền chỉ, tu thiền quán rồi. Thì bây giờ Đức Phật Ngài thuyết đó, họ cũng dễ tu, họ cũng dễ chứng. Còn nếu người đã quá khứ mà tu thiền chỉ, không tu thiền quán thì người bây giờ tu thì dễ, nhưng mà chứng thì khó. Nhưng mà nếu người đó trong quá khứ đã từng tu thiền quán, không tu thiền chỉ đó, thì tu thì khó, nhưng mà chứng thì dễ. Mà nếu không tu thiền quán thì giờ người đó tu nó khó, mà chứng đắc cũng khó nữa. Thì như vậy Đức Phật Ngài đã phân ra, nghĩa là trong quá khứ, hiện tại nó là một cái gạch nối, chứ không phải là nó không gạch nối. Bởi Đức Phật nói rằng một cái người đắc chứng đạo quả trong quá khứ họ là từng là người có phước, hiện tại họ thực hành cho chánh pháp. Chính hai cái điều này Đức Phật Ngài nói rất là rõ ràng. Ví dụ mình nói trong quá khứ một người tục sinh làm người tam nhân thì có phước của vô tham, vô sân và trí tuệ nên tục sinh làm người tam nhân. Hiện tại người đó cũng đang tu tập để từ bỏ tham sân si. Tất nhiên người đó đủ duyên để đắc. Mình phân biệt như vậy thì mình vì Đức Phật với tâm mình biết tâm chúng
sanh mà. À, với túc mạng thì Phật ngài biết được quá chúng sanh, à, cái sanh trí ngài biết sanh có căn cơ, độ các quyền sai khác như vậy. Nên con người mình nó đều là không đúng hết, đều là không đúng hết. Mà mình hiểu tổng thể đó, thấy đúng. Chứ còn cũng như rằng thì khu mà thấy kim cây kim su ca đó, mà Đức Phật kỹ ví dụ có gì tốt về mà tu tập được đám người tu tập về 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 tu tập về xứ đạo quả. À, nhưng mà các vị đó, đó à, khi mà Đức Phật kỹ ví dụ đó giống như là cái cây kim su ca mà đến mùa thu, mùa đông, mùa hạ, mùa xuân, cái lúc nó có trái thì nó khác, mà lúc mà mùa hạ nó rụng lá hết nó khác. Nhưng mà các vị thì cô cũng cũng đắc chứng như vậy, nhưng mà cũng giống như Diệu Hoàng tử mà được cái người đánh xe chỉ cây kim su ca, lúc bây giờ là cây kim su ca nó rụng hết lá thì nó giống như cây khô vậy. Nhưng mà lúc cây kim su ca nó ra lá thì nó trổ rồi trồi lên thì nó là khác. Còn lúc mà nó ra bông là khác. Mà lúc nó có trái là khác. Lúc mà nó cực kỳ xum xê là khác. Như vậy thì Đức Phật ngài cũng ví dụ như là đối với người, có nhiều người đó thì họ tu tập mà sáu nội xứ, sáu ngoại xứ họ đắc, hoặc là có người tu tập 18 giới họ đắc, hoặc là người đế đắc, hoặc là người tu tập 12 nhân duyên họ đắc. Thì Đức Phật ngài biết được đối với chúng sanh như vậy, nên ngài mới giảng các cái pháp nó phù hợp với cái cơ tánh của chúng sanh. Mà nếu mà mình ấy mà đó mình đo lường cái lời dạy của Đức Phật thì quả thật là mình, nếu mà không nói là nông nổi thì quả thật là mình quả là nhìn một thôi chứ mình có thể nhìn toàn diện được. Thành ra theo con nghĩ rằng nhé, nếu mà có cái sự mà học hỏi đó, thì mình cố gắng, bởi vì mình cố gắng trên cái phương diện là nếu mình học nè, mình vừa học à, vừa nghe à, vừa suy tư vừa tu tập, thì con nghĩ rằng nó phải có những cái điều kiện như vậy. Chứ còn nếu mà mình nói rằng nếu mà quá khứ mình đã từng tu tập rồi bây giờ mình không tu nữa thì cũng không có đắc được. Bởi vì trong quá khứ mình đã từng tu tập là mình nói rằng giống như mình tục sinh làm người tham nhân đi, nhưng mà đời này mình không chịu tu á, mình không chịu có tâm thiện á, để có cái nhân vô tham vô xong rồi trí tuệ đó, thì mình không thể nào đắc chứng được đạo quả. Vì đạo quả là nó dựa vào cái tâm thiện để đắc chứng được đạo quả niết bàn. Mà nếu không dựa vào cái tâm thiện đó, thì không thể nào chứng đắc đạo quả niết bàn. Như vậy cái tâm thiện nó có nhân vô tham vô sân vô si á, và cái tâm đạo nó cũng có nhân vô tham vô sân vô si, nhưng mà nó đặc biệt hơn à, hơn cái tâm thiện. Như vậy thì con nghĩ rằng nếu một cái người mà hiểu Phật pháp đó thì họ phải hiểu được cái gì Đức Phật thành tựu. Đức Phật ngài có lục thông hay là ngài có trí, có Phật lực, ngài biết điều đó, nên ngài tùy theo đối với mỗi chúng sanh đó, thì ngài thuyết giảng cái pháp đó cho người đó đắc chứng được đạo quả, người đó có thể tu tập được cái phương pháp đó. Họ đắc chứng đạo quả rồi, và khi họ đắc chứng đạo quả thì không thể nào nói rằng họ không biết được. Họ phải biết, tại vì đối với Đức Phật đó thì ngài phân biệt những cái pháp vô ngại là hiểu được cái pháp và cái nghĩa vô ngại, nhưng mà có thể bị hạn chế cái ngôn ngữ, hạn chế cái ngôn ngữ. Nên các cái vị thinh văn dù là thinh văn đệ tử A La Hán rồi, nhưng mà các ngài vẫn nghe Đức Phật thuyết pháp hoài để hiểu được cái ngôn ngữ mà Đức Phật ngài trình bày, hoặc là những cái túc mạng minh mà Đức Phật ngài nhớ là những cái câu chuyện bổn sanh, và ngài nói lên như vậy chứ tăng mới dùng cái cách đó để thuyết giảng lại. Ví dụ mình thấy ngài Kumara Kassapa ngài kể nhiều cái câu chuyện mà ngài độ cho vua Bayasi đó, thì ngài kể rất là nhiều câu chuyện mà trong kinh bổn sanh Đức Phật ngài đã kể lại. Và con cũng rất là ngại, nghe cũng rất là lạ là có nhiều người nói kinh bổn sanh là những câu chuyện bên Ấn Độ. Con cũng không đồng ý vấn đề này. Con không đồng ý vấn đề này, dù cái người đó là tiến sĩ, họ nói theo cái cách của họ nhận định đó, hay là họ nghe ai nói, con thấy rằng cái đó nó cũng hoàn toàn nó không phù hợp. Nếu mình hiểu được tới một cái vị A-la-hán thì ít nhất họ cũng có cái pháp vô ngại và cái nghĩa vô ngại, nhưng mà họ thiếu cái ngôn ngữ đó thôi. Nên họ phải nghe Đức Phật ngài trình bày cái ngôn ngữ, ngài trình bày cái ngôn ngữ rồi họ hiểu cái pháp, họ chứng cái pháp và cái nghĩa rồi. Bây giờ họ học thêm cái ngôn ngữ, những cái lời nói đó, mà cái lời nói mà nói nó khế hợp với cái pháp và cái nghĩa họ chứng đó. Nên chính vì vậy nên họ thuyết pháp đó đưa đến cái biện tài vô ngại. Nên nếu con nghĩ rằng một cái vị tỳ khưu mà
mà vô ngại về giải đạo đó, thì vị đó phải hiểu được pháp và nghĩa, rồi cái ngôn ngữ đó, nên đối với các vị thinh văn đệ tử của Đức Phật thì lúc nào Đức Phật thuyết pháp vị đó vẫn nghe, nghe để hiểu cái ngôn ngữ mà Đức Phật ngày trình bày, và cái những cái mẫu chuyện, những cái mẫu chuyện luân hồi, những cái câu chuyện mà Đức Phật ngày cần trình bày đối với các cái những cái kiếp luân hồi của các vị tỳ khưu, nên ngài mới trình bày sâu sắc như vậy. Còn nếu người đó nói về cái phương diện này phương diện kia mà họ không hiểu được đó, thì con nghĩ rằng người đó đã có khuyết điểm trong cái vấn đề thọ trì lời dạy của Đức Phật. Thành ra con nghĩ rằng nếu một cái người mà mình nói là mình học pháp mà mình học hay là mình nghe đó, thì phải nó cũng tùy cái duyên của mình. Nhưng mà nếu mình là cái người mà đặc biệt đó thì mình nghe mà cũng đắc rồi. Còn nếu mà mình không phải là người đặc biệt đó, thì mình nghe cũng chưa khả năng đắc, vì mình phải học, mình học phải nghiên cứu cho được. Tại vì Đức Phật ngài cũng nói rằng một là mình đắc chứng đạo quả để mình diệt trừ hoài nghi, hai là mình học Phật pháp cho hiểu biết đó mà cũng diệt hoài nghi, mình cũng tạm thời đè cái hoài nghi. Cái hoài nghi mà Phật pháp đó, một là tại vì mình không chứng đắc mình hoài nghi, hai là mình không hiểu biết, mình không học mình hoài nghi, nên bây giờ bắt buộc phải học Phật pháp. Nếu mà là vị thánh đó, thì cái duyên của mình là vị thánh để không còn hoài nghi đó, thì nghe Đức Phật thuyết pháp hoặc là nghe những bài pháp của Đức Phật mình chứng ngộ rồi. Mình thấy không, Đức ông gia chủ Út Gá, ông đâu có gặp Đức Phật đâu, ông chỉ gặp ngày Xá Lợi Phất thôi. Ngày Xá Lợi Phất ngày thuyết, rồi thuyết lần đầu là ông đắc đạo quả, đạo quả tu được quần rồi. Ông thuyết lần thứ hai, Đức Phật ngày Xá Lợi Út Tá ngày thuyết tóm tắt lần thứ hai thì ông cũng đắc quả A-na Hàm. Ngày Xá Lợi Út Tá ngày nói với gia chủ Út Tá là ngày mới đi xa tới cái chùa của ông đó, nên ngày mệt, ngày không có thuyết dài, nhưng ngày chỉ thuyết tóm tắt thôi. Nhưng mà ngày thuyết tóm tắt thì gia chủ Út Gá cũng trở thành vị A-na-hàm. Thì khi mà trở thành vị A-na-hàm thì muốn đi gặp Đức Phật, và cái chuyện như vậy thì mình thấy rõ ràng đó là đối với ngày Sa Lưu Tá thuyết pháp đó, thì ngày thuyết những cái pháp mà mình nói rằng mình thấy được cái nội tâm phiền não đó, cái nội tâm phiền não bởi con người của mình đó, bị phiền não mình không đắc chứng được đạo quả. Nếu mà ai mà thuyết pháp đó, mà trình bày về cái nội tâm phiền não đó, mà mình thấy cái phiền não nội tâm của mình có như vậy đó, mình nỗ lực để mình làm cho nó dứt trừ được, cái đó là cái sự chứng đắc thôi. Bởi vì nó không có chứng đắc đạo quả thì nó cũng là cái tâm thiện nó từ những cái tâm bất thiện là cách thứ nhất. Còn nếu mình chứng thiền đè được năm thiền cái thì cái cách thứ ba là mình chứng đắc đạo quả để mình đoạn trừ phiền não. Cách thứ tư là kinh an, là cái quả của tâm quả siêu thế. Còn cách thứ năm là cái sự của Niết Bàn. Thì năm cái cách này thì con nghĩ rằng nếu một cái người mà chịu học để mình hiền, chịu tu tập, mình chịu học để mình diệt trừ cái phiền não của mình, ví dụ mình tham ở trong mắt, trong tai, trong mũi, trong miệng, trong thân, trong tâm của mình, rồi mình sân cũng trong mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm của mình, rồi mình si cũng trong mắt, tai, mũi, miệng, thân, tâm của mình. Thì khi mình tập như vậy đó để mình đoạn trừ phiền não, mình suy gẫm như vậy đó để mình có thể một trong năm cái loại này, cái đầu tiên là Đức Phật nói là nghe pháp để mình có thể chứng đắc được đạo quả, đó là cái duyên của mình. Hai là đoạn trừ cái tà kiến trước khi chết. Nếu người này thật sự mà hiểu được như vậy đó thì cái sự nghe pháp nhớ để từ bỏ cái tà kiến trước khi chết, những cái gì mình chấp thụ đó bây giờ mình từ bỏ được thì mình cũng sanh làm chữ thiên. Thì rõ ràng Đức Phật ngài trình bày như vậy thì có nghĩ rằng nếu người nào mà học pháp hay là nghe pháp mà mình thấy cái phiền não trong tâm của mình nó bớt đi đó, đó là cái cách nghe học nó chính xác. Còn nếu mà thật sự đó, mình càng lâu đó mà cái phiền não mình càng nhiều đó, thì có nghĩ rằng người đó đang hành trì nó bị sai rồi. Người này họ trì pháp của Đức Phật mà có thể hiểu bị tà kiến, cũng như là thì cô Arittha mà nghe pháp biết mà khởi tà kiến chứ hiểu nghe Đức Phật nói nhiều về cái kinh bổn sanh, nghĩ rằng có một cái linh hồn chạy vòng cuối cùng đắc quả. Thành ra ông thì cô Arittha trình bày có nghĩa là không có cái quả thiện ác. Đức Phật nói có quả thiện ác, có cái sự luân hồi, nhưng mà ông nghĩ rằng Đức Phật trình bày kiếp này kiếp kia tới bây giờ thành Phật, nên ông nghĩ rằng có một cái linh hồn nó từ chỗ này nó đi vòng mình cuối cùng nó thành Phật. Thành ra ông mới nghĩ như vậy thì Đức Phật ngày quả trạch thì cô Arittha. Như vậy thì con nghĩ rằng đối với bất cứ một người nào nghe pháp, cái trọng tâm nó phải biết được phiền não và phải thấy phải phiền não nó bơi đi thì cái nghe và cái học đó nó chính xác. Nhưng mà nếu mà cái nghe và học mà bị tăng trưởng phiền não
đó là mình đã nghịch lại những cái lời dạy của Đức Phật để tuyên bố và diệt khổ. Khổ là mình nghe nói về các là phiền não hay ngũ uẩn hay là các cái hành động mà đưa đến kết quả luôn. Thì rõ ràng khi mình nghe mình từ bỏ bớt những cái hành động sai lầm, những cái tội lỗi sai lầm, những cái phiền não sai lầm, thì con nghĩ rằng cái sự tu tập như vậy là chính xác. Thì bây giờ thì con xin trả lời cái câu thảo luận mà Thượng Tọa nêu cho con xin trình bày như vậy. Sao thu cái trình Thượng Tọa Pháp Tân? Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Tân nghe được, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 7. Thượng Tọa Pháp Tân, bài kinh ngày hôm nay là kinh thập thượng, cũng như bài kinh trước mà chúng ta đã học là kinh phóng tục đó. Và khi mà chúng ta nói giáo trình, chúng ta nói đến cách dạy của trường lớp đó, thì người ta hay nói đến phân ra những môn học. Ở bên ngoài phổ thông thì người ta có phân rõ là đây là vật lý, đây là khoa học, đây là sinh vật học, vân vân. Nhưng mà theo Thượng Tọa Pháp Tân thì tam đại kinh điển rộng mênh mông như vậy, Phật pháp có một cái lượng và phẩm nhiều như vậy, thì có phân ra nhiều môn học hay không? Và nếu có thì phân những môn học nào? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Quang Hỷ trở lại. Xin kính thỉnh Pháp Tân Quang Hỷ cầm mic. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Nguyên và Minh Hạnh, để được nguyên thông, được Phật tính cùng Chư Tôn Đức Đàng hiện diện. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Qua câu hỏi của Thượng Tọa thì theo con nghĩ đó thì những cái bài học vừa qua cũng như là cái bài học hôm nay thì mang cái tính là pháp số, thì thường thường là học về những chi pháp, thì Phật pháp thì con nghĩ rằng cái chung nhất của giáo lý giáo pháp của Đức Phật ta trong tâm cạn tạng kinh điển. Có nghĩa là để mà cái người học Phật tìm hiểu, ghi nhớ, rồi suy tư và thực hành theo cái lời dạy của Phật. Cho nên là dù là mỗi một cái trong tam tạng kinh điển thì như theo con được biết đó là kinh, và sau này thì được phân làm tam tạng kinh điển, thì đó là những cái giáo lý, những lời dạy của Đức Phật mang cái tính chất mình hiểu rằng pháp thiện hay là pháp bất thiện trong những cái pháp mà mình thực hành, và là mình biết rõ để mà mình thực hành. Còn riêng về luật thì đó là cái nguyên tắc sống của những người tu, trong đó có giới các cái bậc xuất gia, giới xuất gia. Thì học hiểu Phật pháp đó thì ở bên ngoài thì theo con nghĩ rằng là với một cái các cái môn học mà người ta, các cái nhà giáo dục học của xã hội đó, thì người ta phân ra các cái môn học. Thì các cái môn học nó mang cái tính gọi là tính cách riêng biệt. Thí dụ như văn, sử, địa, lý, hay là toán, lý, hóa, hay là đó là trên phương diện học phổ thông. Thì đó là cái... hay hoặc là mình thấy rằng học trên cao nữa, thì tùy theo mỗi cái môn học, đi theo cái chuyên ngành mình đi tìm hiểu những cái điều mỗi cái môn học của mình, cái kiến thức mỗi môn học. Nhưng mà đối với Phật pháp thì con nghĩ rằng cũng tụ chung là cái để mà mình học hiểu để thực hành lời dạy của Đức Phật, dù là
trong Tam Tạng Kinh Điển, hay trong trường hợp của bài kinh này hay đoạn kinh kia, thì cũng có nghĩa là để cho những người học Phật hiểu để thực hành, để thực hành thông qua pháp học, rồi đi đến cái pháp hành, tức là mình thực hành theo những cái điều mà Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Kinh Điển đó để mà mình thực hành. Thì con nghĩ rằng là ví dụ như là các cái bậc tiền bối như là các ngài A Xà Lê, hoặc là các cái bậc mà tôn túc sau này đó, thì con nghĩ rằng xưa kia đã hình thành các cái như là con nghĩ rằng mỗi một thể loại kinh đó, thể loại kinh như là kinh Pháp Cú, đó là những cái câu kệ mang tính xúc tích gọn, gãy gọn, mà có đầy đủ những cái ý nghĩa qua những cái câu Phật ngôn, lời Phật dạy, hoặc là những cái bài kinh như là kinh này, kinh bài kinh thập thượng của ngày hôm nay chẳng hạn, hay hoặc là ở trong Di Diệu Pháp. Thì con nghĩ rằng bài kinh thập thượng cũng là nói đến, tức là những cái bài kinh gọi là những cái chi pháp mang tính pháp số, mang tính pháp số. Thì mình học qua như vậy, con nghĩ rằng cái cách đó cũng là cái cách mà là dễ hiểu và dễ nhớ. Vì không có cái gì bằng cái cách mà mình cần phải học thuộc, cách để học thuộc. Vì học hiểu là một điều, nhưng mà phải thuộc đó là một điều cần thiết. Bởi vì nếu mà mình học mà mình không thuộc một cái gì đó thì cũng không có cái gì để mà mình làm cơ sở, làm nền tảng để mà mình phát triển, hay hoặc là mình giảng dạy, hay là mình suy luận rộng ra. Thì Phật Pháp cũng vậy, trong bài kinh hôm nay cũng như là trong nhiều cái đoạn kinh, hay là những cái bài kinh ở trường bộ hay là trung bộ, theo con nghĩ rằng lời Phật dạy thì có cái ý nghĩa sâu rộng ở trong trường hợp đó. Và với cái nhiệm vụ của cái người học Phật, tu Phật đó, thì mình học để mình hiểu, hiểu. Mặc dù là nói ở kinh này, kinh kia, kinh Pháp Cú, rồi kinh ở kinh Pháp Số, hệ thống, hoặc là những cái bài kinh như trung bộ hay là trường bộ, thì con nghĩ rằng đó cũng chỉ là những cái nội dung ở đó Đức Phật dạy cho những, tùy theo một loại kinh mà Đức Phật ngày dạy, nhưng mà cũng cái ý nghĩa chung là để cho mình hiểu, hiểu cái lời dạy đó, rồi mang đến cái sự thực hành. Bởi vì nói thì mình phân ra nhiều, nhưng mà pháp của Đức Phật thì theo con nghĩ rằng là cả pháp học lẫn pháp hành, và lần lượt sẽ đưa đến với pháp thành. Thì cái người học Phật Pháp cũng vậy, để mà giác ngộ được thì cũng phải qua cái sự thực hành, nhưng mà trước đó thì cần phải hiểu, cũng như là giống như Đức Phật ngài giác ngộ về giáo pháp. Giáo pháp là tự thân ngài giác ngộ, ngài hiểu được, biết được cái nguyên lý mà nó liên quan với cái sự dựng hành của các pháp như vậy. Thì Đức Phật ngài là một bậc đạo sư, cho nên là ngài trình bày rõ, tỏ rõ về những cái pháp gồm có pháp bất thiện, pháp mà thiện, pháp vô ký, hay là những cái pháp khác. Thì cái gì đó theo cái tính chất của nó. Vậy như vậy đó, thì để cho mình hiểu, rồi đó là một trong những cái thực hành. Cũng như là khi mà một điều đó là khi chúng ta học ở buổi ban đầu đó, thì cần có những cái bộ kinh này hay những cái bài kinh này để chúng ta học theo cái thể loại đó, theo cái thể tài đó, rồi mình học. Nhưng mà rồi đến khi mà mình hiểu được hết tất cả các cái kinh đó, thì mình hiểu rằng ở trong đó mỗi một cái
giá trị cũng như là lợi ích của cái lời dạy của Đức Phật đó, thì mình mới thấm nghiệm được, rồi mình mới có thể là thực hành, mới có được cái sự lợi ích. Thì theo con nghĩ rằng mỗi cái kiến thức của bên ngoài người ta dạy cho mình về xã hội, văn sử địa toán lý hóa cả các thứ, thì khoan ra như vậy là người ta tìm hiểu một cái kiến thức nào đó, nó riêng rẽ ra để một lĩnh vực nào đó, một bộ môn nào đó. Nhưng mà đối với Phật pháp thì tuy là những cái bài kinh thể loại được nói khác nhau, được khác nhau trong các cái thể loại, nhưng mà các cái thể loại đó cũng là nói đến những cái điều mà Đức Phật ngài nêu ra những cái pháp, vừa là ở đây là pháp bất thiện cần phải tránh và không làm, đây là pháp thiện là cần phải thực hành, rồi có những cái pháp cần phải biết, đó là những cái pháp vô ký ở trong cái đời sống. Thì như vậy con nghĩ rằng cái người tu đó hiểu được Phật pháp, đó là một cái niềm hoan hỷ của chính mình. Và mình hiểu không cũng chưa đủ, và để mà có được cái sự lợi lạc thật sự cho chính mình thì cần phải có những cái sự thực hành, cần phải có được sự thực hành đó. Như vậy thì đối với con, theo con nghĩ đó, thì Phật pháp thì rất là sâu rộng. Chúng ta cũng không thể nói, theo con nghĩ rằng mình cũng không thể nói rằng một ngày một bữa mà mình hiểu hết tất cả. Như vậy thì trong cái đời sống tu tập, mình học hiểu tới đâu thì mình thực hành dần tới đó, để rồi mình có được cái sự lợi lạc ở trong Phật pháp, cũng như là các cái bậc Bồ Tát ấy, để mà trở thành một cái bậc mà giác ngộ hoàn toàn, dù là bậc thinh văn đi nữa, thì các ngài cũng phải trải qua những cái sự tu tập, cái sự quân tu về cái vấn đề hiểu và thực theo những cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên là đến một lúc nào đó thì cái người đó họ có được cái sự lợi lạc. Thì theo con thì con nghĩ Phật pháp thì rằng nói đến nhiều cái bộ môn, cái kinh, bộ kinh khác nhau, thể loại khác nhau, chẳng hạn như về pháp số là kinh Tăng Chi chẳng hạn, rồi kinh Tương Ưng, hay là kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, hay là kinh Pháp Cú, hay là ở trong Di Diệu Pháp, thì cái đó cũng có nghĩa là chỉ cho những cái gì mà Đức Phật ngài dạy, để rồi mình chiêm nghiệm, suy tư, rồi thực hành. Con xin có cái ý để chia sẻ liên quan cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Pháp Tưng. Không biết là Thượng Tọa Tuyên Quyền, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuyên Quyền nghe được xin tỉnh, Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 8. Thượng Tọa Tuyên Quyền, bài kinh hôm nay mà chúng ta bắt đầu học đó là kinh Thập Thượng, là một thí dụ về sự phong phú đa dạng của Phật pháp. Có một số người suy nghĩ rằng mình học mà học nhiều quá thì nó cản trở cho cái sự thực hành. Nhưng mà mình thấy rõ ràng ở ngoài đời đó, ngoài thế gian mà người ta làm được nhiều việc là cũng là do cái sự nghiên cứu học hỏi có chiều sâu. Phải nhận là một cái nền giáo dục đủ tốt đó, thì mới tạo ra những con người. Thì Thượng Tọa Tuyên Quyền có nghĩ rằng mình học Phật pháp nhiều có làm rối cho sự thực hành không? Kính thỉnh Thượng Tọa Tuyên Quyền. Nam mô Bụt Thầy và Nam mô Tham Ma và Nam mô Sa Khai và cũng cái lễ Đức Phật đứng giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa nhất đẳng nhân tọa Phật đẳng Phật tăng của thượng hành giới đức quốc tịnh đức nguyên thông cùng chư tăng đang hiện diện thân trọng với tôi cùng Phật tử. Và qua thật thì hôm nay là một cái bài tập thường thì đúng như vậy, cái thể tài và ví dụ thì rất là phong phú, đó là sự đa dạng của Phật pháp. Thì học hỏi nhiều thì có nhiều cái đám rối trong sự thực hành hay không,
Có thể nói rằng chúng ta nói rằng đa thương loạn tâm hay là tri kiến loạn đó, thì trên số người người ta không có thực hiện một cách bài bản, một cách đúng đắn. Chứ nếu mà chúng ta học Phật pháp một cách căn bản, một cách bài bản thì chẳng như nó không có rắc rối, không có bị loạn, mà nó lại làm sự tốt đẹp. Chứ có một vị hành giả nào mà trải qua một pháp học căn bản rồi đi qua thực hiện cái pháp hành mà nói rằng họ bị cái tri kiến loạn? Nếu như học Phật pháp một cách vững chắc, một cách thọ trì, một cách vững chắc và được nghe, được thọ trì, được học một cách vững chắc và đúng đắn thì không giờ mà rơi vào cái tình huống nó rất xấu cả. Bởi vì cũng như nó phong phú và nó đa dạng, vì ấy biết chọn lựa cái pháp tu nào nó thích hợp nhất cho mình, và như thế thì cái sự thực hiện, chứ không phải mà chúng ta thực hiện nó mang tính quốc là nó rơi vào cho tri kiến của chúng ta nó mệt mỏi, nó không có đúng đắn. Sự thật ra nó học nhiều là học bao nhiêu, cả đời chúng ta học Phật pháp cũng chả là bao nhiêu so với một cái kho tàng Tam Tạng kinh điển Phật pháp, thì cả đời dầu từ khi chúng ta mở mắt ra luôn, chúng ta mở mắt được và chúng ta học đến khi chúng ta chết, ở cái tuổi thọ căn bản của kiếp người là 70, 80 vân vân, thì cũng chưa học được cái gì gọi là nhiều vốn của Phật pháp nữa. Chưa có nghe một vị nào mà học nhiều quá rồi đưa đến điên loạn. Học Phật pháp một cách căn bản rồi bị đưa đến điên loạn, bị đưa đến cái sự rắc rối, hay bị cái tri kiến loạn, hay là bị cái sự rối rắm trong cái việc thực hiện của mình, hoàn toàn chưa nghe. Chứ đừng nói chi mà chúng ta nghĩ rằng mình học nhiều quá rồi đa thứ loạn tâm, không có biết cầm nắm cái gì đây. Thì cái điều đó chúng ta nói như vậy nó bằng cái cách, tức là nói một cách, tức là nó chung chung, hay là nói một cách tức là nhân danh mà chúng ta những cái có một số cái chuyện này chuyện nọ rồi chúng ta gắn đặt cho Phật pháp, chứ thật sự ra thì không có lắm nhiều lắm được cái sự đám đối trong sự thực hành thì hoàn toàn không phải như vậy. Thế đây kính thưa quý vị, Phật pháp này từ cho chúng ta học và cuối cùng chúng ta tụ chung lực, chúng ta phát triển cái tri kiến của mình một cách đúng đắn, một cách tốt đẹp nhất. Trên cái kim chỉ nam đi đó, nắm được những cái quả đồ, nắm được những cái bản đồ đó đi, chúng ta bản đồ đó chúng ta đi lạc được, hay là sao nó rất xấu được cái thứ lớp của nó, biết chia nó ra một cách rõ ràng. Thì khi học được như là nó đúng đắn, chắc chắn là cái tri kiến của chúng ta thực hành nó được đến sự đúng đắn. Cho nên đây là một điều mà có thể nói rằng chúng ta cũng nên suy nghĩ lại ở trong cái việc này. Thì đây là cái câu thảo luận của chính con nghĩ rằng là kính bạch thượng tọa học nhiều lắm đó, rồi thì có rắc rối cho cái sự thực hành hay không, có làm rối cho cái sự thực hành hay không, thì con nghĩ rằng là chẳng những không có rối mà nó còn tốt đẹp trong sự thực hành nữa. Thì đây chính là cái câu thảo luận của chính con để có gì cần có tốt những cái công tác thượng tọa. Nam mô Phật Thầy. Sa thú kính thưa thượng tọa Thầy Quyền, đại thuyết pháp tính có ở trước mắt không? Đại thuyết pháp tính rõ ràng rằng một cái sự trùng tuyên và tôn giả sách lực Phật làm ở tại đây đó, nó không phải mang cái mục đích là để cho chư tăng ngồi mà suy gẫm, tại vì suy gẫm không thể suy gẫm nhiều pháp như vậy, nhưng mà đây là sự trùng tuyên giống như chúng ta đọc tụng giới bổn vậy đó. Sự trùng tuyên này cho mục đích để ghi nhớ, và ghi nhớ theo cái cách truyền khẩu, và truyền khẩu hồi xưa gọi là cái truyền khẩu, thì cái phương pháp truyền khẩu đó có nhiều người nghi ngờ rằng ồ đây là một cái phương pháp mà tại vì không có giấy trắng mực đen thì nó rất là dễ bị
tam sao thất bụng, thì với lịch sử và với sự hiểu biết của đại pháp tính thì cái phương pháp truyền khẩu nó có dễ làm cho chúng ta rơi vào tình trạng tam sao thất bụng hơn là qua sách vở không? Ở cái tỉnh đại pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến họ nhất đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Pháp Năng, thượng tọa Minh Thành, thượng tọa Phật Tăng, đại đức Nguyên Thông cùng mà chư tôn tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu hỏi của thượng tọa vừa nêu lên, thì đối với ở trong kinh điển từ xưa đến giờ đa phần là học bằng cách kỳ khẩu, có nghĩa là khẩu truyền mà tâm thọ đó. Thì cái điều này trước khi chúng tôi nhận định thì chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe, có một lần là chúng đã nghe nhiều tôn giáo bạn, nhiều tôn giáo bạn có nghĩa là ngoài Phật giáo nguyên thủy này, người ta tán phục, người ta cũng như là người ta có cái sự tán thán, người ta nói rằng là đối với những cái chùa Phật giáo nguyên thủy ngồi thuyết giảng hoặc là dạy ở trên lớp học mà ở trong Phật giáo học truyền với nhau, đặc biệt là Phật giáo học truyền, là dùng cho ngồi thuyết giảng hoặc là đứng ở trên bục giảng giảng mà ở dưới cái người nghe, cái người học rất là ít ghi chép, nhưng mà cái chất lượng nhớ nhiều hơn những cái giảng đường mà được trang bị đầy đủ các hệ thống, cũng như là nói chung là được trang bị đầy đủ các hệ thống và rất là nhiều phương tiện, nhưng mà cái sự nhớ không bằng, cái sự nhớ không bằng. Có nghĩa là quý vị thấy rằng, thí dụ như bây giờ mà nói về thập hạnh phúc, hay là nói về thập đồ hộ đi, thì những người Phật tử hoặc là những cái vị tu sĩ ở bên Phật giáo nguyên thủy đều coi như là nắm bắt được hết. Thí dụ như bây giờ một cái người mà học Phật pháp sau một thời gian rồi, hoặc là một vị tu sĩ tu một thời gian rồi, hỏi 37 phẩm trợ đạo gồm có cái gì, thì bây giờ mình không biết là người ta có hiểu sâu hay hiểu rộng gì, nhưng mà người ta trả lời răm rắp 37 phẩm trợ đạo được mở đầu bằng tứ niệm xứ, tứ tinh tấn, bốn cái sự tinh tấn, rồi tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, ngũ căn ngũ lực rồi thất giác chi rồi bát chánh đạo rồi thấy được tứ đế vân vân đó. Thì quý vị biết rằng có rất là nhiều cái giảng đường, có nhiều cái giảng đường coi như là người ta nghe rất là nhiều năm, nhưng mà hỏi ra người ta không có thuộc, không có thuộc được. Thì qua cái câu chuyện mà chúng tôi kể cho quý vị nghe đó, thì mới nói rằng, mới có cái sự nhận định rằng thật sự ra đó, thì ngay trong cái thời này khẩu truyền tâm thọ mà vẫn còn được đạt được nhiều cái phần trăm chính xác ở trong thời nay, thì huống hồ chi ngày xưa các bậc trưởng lão, các bậc thanh tịnh đã truyền lại, thì nó không có một cái gì mà phải nghi ngờ, nó bị sai sót hay là nó bị thiếu hoặc là dư về những cái điều này. Do vậy đó mà theo như cái suy nghĩ của chúng tôi á, là chúng tôi thấy rằng là đối với cái cách học về khẩu truyền tâm thọ, có nghĩa là dạy bằng cách truyền khẩu lại với nhau đó, thì nó sẽ góp cái phần rất là chính xác, và cái kiến thức hầu như là nó nằm ở trong tâm của người nghe. Thì cái điều này cũng có người hỏi chúng tôi là tại sao người ta trang bị nhiều cái hệ thống, nhiều cái thiết bị hoặc là nhiều cái phương tiện, mà làm sao mà tại sao mà
không bằng cái khẩu truyền tâm thọ. Thì có những vị giảng sư đó có, hoặc là những cái vị trưởng lão đó, mới trả lời rằng là khi mà mình trình bày một cái vấn đề gì đó, nếu mà có khuôn khổ đàng hoàng, hoặc là thí dụ như nói ở trong Phật Pháp là có chi pháp đàng hoàng, thì cái người mà người ta lắng nghe đó, người ta càng lắng nghe, càng lắng nghe, càng lắng nghe, thì coi như là người ta càng nhớ ở trong đó. Thành ra chính vì vậy đó mà mình không có bị sai lầm đó. Còn bây giờ thí dụ như quý vị thấy rằng á, có những cái ngày mà chúng tôi lúc trước chúng tôi học đó, thì trong những cái ngày mà những cái điện thoại thông minh nó mới ra đó quý vị, nó mới ra đó, thì trong cái lớp học á, chúng tôi ngồi á, chúng tôi thấy có vị đó thì coi như là cái vị giáo thọ sư đó viết lên bảng, viết lên những cái điều này điều kia, thì cái vị đó ngồi ở đó rồi cầm cái điện thoại trước khi bôi bảng, cái vị đó nói dạ dạ xin khoan bôi, thì cái vị đó đưa cái máy lên chụp, đưa cái máy điện thoại thông minh lên để mà chụp, thì mình thấy rằng cái phương tiện nó quá tốt, nhưng mà thật sự ra cuối cùng mình ý y lại quý vị, mình ý y lại là mình đã chụp vào trong cái điện thoại thông minh rồi, thành ra mình cần thì ngày mai mình rảnh mình chép, ngày mai không rảnh để ngày mốt chép, ngày mốt không rảnh ngày kia chép, vân vân. Cái cuối cùng cái lỡ do cái xui xẻo gì đó, nó bị rớt cái điện thoại xuống nước, hoặc là bị mất cái điện thoại rồi, coi như là mất cái phần bài học đó luôn. Đó, thì cái điều đó chúng tôi thấy đã xảy ra rồi. Thì chúng ta là khi mà mình ỷ y vào nhiều cái phương tiện quá, nhiều cái phương tiện quá, thành ra đó tự nhiên cái mình bị sơ sức, mình bị mai một. Còn mà mình lắng tâm á, mà mình càng lắng tâm mình nghe, càng lắng tâm nghe, thành ra đó cái điều đó ghi nhớ rất là sâu. Thành ra nếu mà chúng ta phát khẩu truyền tâm thọ và quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo. Dạ. Thành ra đó theo như con nghĩ rằng á, cái khẩu truyền tâm thọ này nếu mà mình biết phát huy thì mình học sẽ nhớ rất là nhiều, và nó cũng cái phần trăm mà nó bị thiếu hoặc là dư đó thì cái phần trăm đó thì nó rất ít do chúng ta nhớ được và vừa hiểu được, thành ra nó sẽ được truyền về sau này. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giả. Sa thu cái chuyện Đại Đức Pháp Tính. Câu thảo luận sau cùng xin thỉnh Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông nghe được không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông đang ở trước mắt. Đại Đức Nguyên Thông, khi mà chúng ta nói đến biển học mênh mông của Phật Pháp, thì tại sao điều đó khiến cho một số người cảm thấy phấn khởi, cảm thấy rất là như là một cái gì tạo nên một nguồn cảm hứng đặc biệt? Tại vì Phật Pháp càng đa dạng, càng phong phú, càng mênh mông thì càng thích thú. Nhưng mà tại sao đối với một số người khác thì điều đó khiến cho ta trùng chân nhận chứ? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, câu hỏi này rất hay ở cái điểm là Phật Pháp phải nói là một biển học mênh mông. Nhưng mà cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài nói là như nước biển, chỉ có vị mặn cũng vậy, đạo của ta chỉ có một vị giải thoát mà thôi. Mà cái vị giải thoát đó, thì Đức Phật giảng dạy rằng đó là cái vị ngọt của giáo pháp. Mà cái vị ngọt của giáo pháp này thì chỉ có những người nào học liên lỉ và cố gắng thực hành những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Ngài rất là từ bi thương của chúng ta.
một lời giảng dạy của Ngài mà con Lý cảm thấy xúc động vô cùng là Ngài nói là một cái cúng dường cao thượng Thế Tôn chỉ là hành theo những lời Ngài dạy. Mà nếu chúng ta hành theo lời Ngài dạy thì chúng ta sẽ được giải thoát. Vì vì vậy cho nên là cái biển học của Phật Pháp là nó mênh mông, nó vô tận. Nhưng mà cái người nào mà học, mà cúng dường, mà cung kính, tôn trọng kính Pháp, kính Phật, kính Pháp, kính Tăng, và những người đó sẽ thấy được cái giáo Pháp nó mênh mông. Nhưng mà người mà hành được cái giáo Pháp thì sẽ hiểu rõ cái lý do, hiểu rõ cái giáo Pháp đó là cái chân lý tuyệt đối. Mà cái chân lý đó là gì? Cái chân lý đó là nếu mà hãy làm thiện đó thì mình sẽ được hạnh phúc đời đời. Còn ngược lại là làm ác thì cái giáo Pháp, cái nhân quả nó không có nhìn mặt mình, là mình giàu có, mình có nhiều bằng cấp, mình là làm cái gì là trụ trì hay là tăng thống, mà nó không không có đại mình. Hễ là tà dâm sát sanh là đi vào địa ngục, nó không có nhìn mặt. Vì vậy cho nên cái đó là cái chân lý tuyệt đối, và cái chân lý này nó là rất là công bằng. Và vì vậy cho nên nó là cái điều mà khiến cho những người thiện thì lấy làm hoan hỷ, thấy làm hạnh phúc, và sống trong cái giáo Pháp đó thì cảm thấy mình rất là tự do trong cái giáo Pháp và tự do trong cái giáo luật. Và cái điều đó, kính thưa sư phụ, là vị ngọt duy nhất của giáo Pháp. Vì vậy cho nên trong cái biển học mênh mông của Phật Pháp tạo nên cảm hứng cho một số người thiện, số người đó vâng lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, số người đó hành theo Pháp đó, mà làm chung trùng chân người như người khác, là người khác nó thấy xấu, Phật Pháp dài quá, nhiều quá vậy, rồi là muốn uống rượu là không được, muốn chơi đờn ca thì không được, thì những người đó là không có thể mà là trì trí để lắng tâm lại để học Phật Pháp. Và những chỉ có trùng chân những người không hiểu, là còn đang có những cái tham dục mà họ không biết, hoặc là tham dục nghe đờn nghe hát, tham dục về sinh lý, về tình yêu vân vân. Vì loại người, mỗi người có cái ý cánh khác nhau, cho nên không có chứng làm theo cái lời nguyện số 40 của Ngài Đà, Ngài Địa Tạng chứ. Ngày nào mà chúng sanh nuôi mà chưa được độ, tôi không ngồi vào nơi chánh đẳng chánh giác. Cái câu đó nói rằng ai nghe cũng hay, nhưng mà nói kỹ lại thì cái địa ngục thì nó nhiều hơn nhiều hơn những người mà những bậc thánh. Kính thưa sư phụ, đó là chỉ kiến giải của con đối với câu thảo luận số 10. Xin tri ân sư phụ giảng giải, chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau thú kính trưng Đại Đức Quyền Thông, câu trả lời của Đại Đức Quyền Thông đã kết thúc chương trình hôm nay của Phật Pháp của chương chư vị giảng sư đã vào trong để thuyết giảng. Đình lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều các chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, hưởng đến đạo quả thoát luân hồi. Kính cảm ơn chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sư hành trong lớp mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự thành hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng tầm kết chuyên lành giải thoát, nguyện ngồi hướng hạng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đông đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu Nam mô A Di Đà.